làm sống lại, khôi phục diện mạo của đồ gỗ nội thất bị xỉn màu, xuống màu với sáp ong biwak. Sáp ong biwak đang trở thành sản phẩm đánh bóng, làm mới đồ gỗ được đánh giá cao, nằm trong top bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ Mỹ, chiết xuất hoàn toàn từ sáp ong tự nhiên, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, cũng như tất cả các loại gỗ. Sáp ong biwak giúp đánh bóng, làm mới đồ gỗ một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian công sức. Khi đánh sáp ong biwak lên mặt gỗ, sẽ tạo một lớp màng mỏng bao phủ bên trên bề mặt gỗ, nhanh khô, mang đến một vẻ ngoài mịn màng, mực, như mới. Loại bỏ các vết trầy xước, dầu mỡ và bụi bẩn tích tụ lâu ngày trên bề mặt, làm chậm quá trình oxy hóa của gỗ, bền màu với thời gian, giúp tăng kết cấu độ ẩm, ngăn ngừa nứt nẻ trên bề mặt gỗ, đem lại sự bảo vệ lâu dài và bền vững cho các loại đồ gỗ.